Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về kết quả thực hiện phong trào tại địa phương. Tiếp đoàn có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tại Bà Rịa Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98% thôn ấp khu phố đạt danh hiệu văn hóa, gần 83% phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 90% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gần 39% số dân toàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai phong trào ở cơ sở. Sự phối hợp của Ban chỉ đạo phong trào các cấp với cấp ủy chính quyền và người dân để thực hiện tốt phong trào. Đoàn mong muốn tỉnh tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tiên tiến để nhân dân hiểu rõ, tích cực tham gia phong trào trong thời gian tới. Đoàn cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra việc thực hiện phong trào tại cơ sở, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần người dân.